quý vị, nhiếp ảnh ngày nay đã trở nên rất gần gũi với mọi người bởi chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng với những bức ảnh đẹp thông qua mạng Internet và cũng có rất nhiều chủ đề được khai thác từ đời thường, chân dung đến phong cảnh. Không biết là Thùy Dương thì thích ảnh theo chủ đề nào? Vâng, tất nhiên là những cái bức ảnh chân dung đẹp rồi. Cá nhân tôi thì tôi rất là thích. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì ảnh phong cảnh, đặc biệt là những cái ảnh phong cảnh về Hà Nội cũng là sở thích của tôi. Bởi đây chính là nơi mà tôi sinh sống, làm việc và có rất là nhiều kỷ niệm trong một quãng thời gian khá dài. Vâng, sở thích của bạn thì cũng rất là giống sở thích của tôi cũng như là rất nhiều người. Vậy thì tôi cũng xin bật mí cho Thùy Dương cũng như quý vị khán giả một thông tin, đó là chúng ta có thể tham quan một triển lãm ảnh về Hà Nội với góc nhìn mới lạ và được tổ chức ngay tại Hồ Hoàn Kiếm. Bức ảnh có tên Cầu Vồng Đôi được nhiếp ảnh gia Vũ Long chụp ngay sau khi Hà Nội trải qua một cơn dông lớn. Đây được coi là khoảnh khắc rất đáng giá bởi hiếm khi Cầu Vồng Đôi xuất hiện trong thành phố và nó cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người xem. Có lẽ là Cầu Vồng thì xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà để ghi lại được những cái khoảnh khắc đấy thì rất là hiếm. Và tôi thật may mắn là tôi đã ghi lại được, và lần đầu tiên tôi ghi lại được Cầu Vồng Đôi ở bọc trong thành phố. Và tất nhiên, bên bờ Hồ Gươm, những ngày lạnh giá này còn có hơn 90 tác phẩm khác được trưng bày. Mỗi tác phẩm, một góc nhìn, nhưng tất cả, hầu hết đều được chụp từ trên cao. Triển lãm ảnh, góc nhìn Hà Nội, khoảnh khắc và tầm cao, thể hiện góc nhìn bao quát và tổng thể, một số hình ảnh thiên nhiên vốn có, hòa quyện với những công trình, những cụm kiến trúc Hà Nội trong những năm gần đây. Tôi cũng đã xem được rất nhiều những cái triển lãm khác nhau. Nhưng mà cái triển lãm lần này nó rất đặc biệt ở một cái là nó đưa người xem có một góc nhìn nó rất là khác về Hà Nội. Mà như anh biết ấy, bức ảnh gần như là hoàn toàn là ảnh đêm và ảnh chụp từ trên cao. Chúng ta cứ nhìn Hà Nội bằng cái ánh mắt thường quen là gì? Đấy là Tháp Rùa, đấy là Hồ Gươm, đấy là cầu Thăng Long, rồi một số các cái thắng cảnh khác. Nhưng mà đặc biệt lần này ấn tượng rất là sâu với tôi là cái một góc nhìn thực sự là khác. Thực sự là thấy Hà Nội chúng ta trưởng thành và phát triển rất là lớn. Và qua cái triển lãm này thì thấy yêu Hà Nội hơn. Tại triển lãm, chúng ta vẫn gặp lại những hình ảnh rất quen thuộc của Hà Nội như Hồ Tây, Hồ Gươm hay Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tuy nhiên, việc đem đến cảm giác phóng tầm mắt bao quát cả thành phố sẽ tạo ra một trải nghiệm rất mới cho người xem. Tác phẩm về đêm này là một ví dụ. Khi mà tôi chụp cái bức ảnh này, trước tiên thì tôi đứng ở dưới thì tôi thấy Hà Nội cũng bình thường. Sau khi tôi đứng lên trên những cái lóc nhà, tôi thấy rằng Hà Nội thật là đẹp mà rất là phát triển. Triển lãm ảnh Góc nhìn Hà Nội khoảnh khắc và tầm cao do nhóm Việt Nam Cityscape Photo thực hiện. Đây là nhóm tập hợp những người yêu nhiếp ảnh nói chung và ảnh đô thị nói riêng. Triển lãm bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 và kéo dài đến ngày 4 tháng 2.